dị tượng băng nhện khổng lồ xuất hiện ở tỉnh Phúc Kiến. Đường rông bão dài 600 km khắp Quảng Châu biến ngày thành đêm. Cháy nổ tại nhà máy hóa chất ở Ninh Hạ. Lũ lụt diện rộng gây gián đoạn giao thông ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Dubai. Lốc xoáy xuất hiện ở Clutton gây thiệt hại nặng nề cho Vương quốc Anh. Núi lửa Ruang phun trào ở phía bắc Sulawesi, Indonesia. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Dị tượng mạng nhện khổng lồ xuất hiện ở Phúc Kiến. Thưa quý vị, một mạng nhện khổng lồ xuất hiện trên sườn đồi ở huyện Đức Hóa, Tuyền Châu, Phúc Kiến chỉ sau một đêm. Vào ngày 15 tháng 4, ông Lâm, một người dân ở huyện Đức Hóa đã đăng tải đoạn video cho biết một mạng nhện khổng lồ xuất hiện trên sườn núi chỉ sau một đêm. Và khi lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, ông đã rất sợ hãi. Video cho thấy mạng nhện phủ đầy sâu bướm và có rất nhiều mảnh lông lớn khiến người xem sờn tóc gáy. Một nhân viên của Cục Lâm nghiệp của huyện đã trả lời truyền thông Trung Quốc và nói rằng dựa trên đoạn video, phán đoán sơ bộ là giải mạng của sâu bướm. Đường rông bão dài 600 km khắp Quảng Châu biến ngày thành đêm. Vào sáng ngày 18 tháng 4, một đường rông bão siêu dài hiếm hoi 600 km đã nhanh chóng quét qua Quảng Đông. Bầu trời lập tức trở nên đen kịt, như thể trong chốc lát mặt trời ban ngày đã chìm vào ban đêm. Đường rông bão mang theo mưa rông dữ dội và gió đối lưu mạnh khiến tầm nhìn giảm mạnh ở Quảng Châu. Camera hành trình cho thấy khi đường rông bão đi qua, tầm nhìn trên đường cao tốc nhanh chóng giảm xuống dưới 20m. Đoạn video dài 10 giây ghi lại cảnh tượng về đường rông bão đang đến gần, khiến bầu trời Quảng Châu chuyển đổi liền mạch giữa ngày và đêm. Trên bầu trời khu đô thị mới Chu Giang của Quảng Châu, một nhiếp ảnh gia đã ghi lại toàn bộ quá trình vượt qua đường rông bão và cảnh tượng bóng tối trong một giây, giống như ngày tận thế, đã làm dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi trong dư luận. Nhiều cư dân mạng cho biết cảnh tượng này duy trì trong khoảng 20 phút. Sau 12 giờ trưa, đường rông bão cơ bản đã rời khỏi Quảng Châu. Do bị ảnh hưởng bởi hệ thống đường rông bão gió giật, nhiều nơi ở Quảng Đông tiếp tục đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt. Cục khí tượng dự đoán đường rông bão sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông và các khu vực đồng bằng sông Châu Giang như Chu Hải, Ma Cao, Thâm Quyến, Hồng Kông, Trung Sơn và Đông Quan gây ra gió mạnh và mưa lớn. Chuyên gia giải thích về việc thường xuyên xuất hiện dị tượng ở Trung Quốc, nhà bình luận cấp cao và các vấn đề thời sự ông Đường Tĩnh Viễn tin rằng, theo quan niệm truyền thống của nước này, sự xuất hiện của những viễn cảnh cực đoan thường là lời cảnh báo của Thượng Đế đối với nhân loại. Ông Đường Tĩnh Viễn nói, thực ra các dị tượng là cách mà ông trời đang cảnh báo đến người cầm quyền, cũng như đang cảnh báo đến toàn bộ người dân. Một triều đại sắp kết thúc và chế độ này cũng sắp kết thúc. Hoặc mọi người có thể chăm chú theo dõi kỹ xu hướng sắp tới của đoạn lịch sử này sẽ tìm được câu trả lời. Cháy nổ tại nhà máy hóa chất Ninh Hạ. Vào sáng sớm ngày 18 tháng 4, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy hóa chất năng lượng Bảo Phong Ninh Hạ, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Nhà máy này thuộc sở hữu của một công ty niêm yết cổ phiếu hạng A có giá trị thị trường hơn 100 tỷ nhân dân tệ. Hình ảnh cho thấy ngọn lửa nổ ra tại nhà máy hóa chất. Ông Lưu Nguyên Quản, giám đốc kiêm chủ tịch của Bảo Phong, vào chiều ngày 18 tháng 4 cho biết, đơn vị xảy ra vụ nổ là công ty con của Bảo Phong Energy. Nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí chuyển đổi giữa đơn vị sản xuất hóa chất methanol xảy ra trong quá trình sửa chữa khẩn cấp tai nạn flash solar. Nguyên nhân của sự cố này vẫn đang được điều tra.
diện rộng gây gián đoạn giao thông ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman. Vào ngày 16 tháng 4, mưa lớn gây ra lũ lụt diện rộng tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Oman với lượng mưa khoảng 120mm khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Số người chết bao gồm 10 học sinh bị cuốn trôi khi đang ngồi trên một chiếc xe ở Samad Asan, Oman. Video cho thấy cảnh tượng lở đất, sụt lở đường xảy ra tại Anqua ở thành phố Al Ain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo hãng tin AP, đường phố bị ngập và các phương tiện giao thông bị mắc kẹt trong nước trên khắp Dubai sau trận mưa lịch sử. Sân bay Mamua nằm gần các dầu mỏ ở miền nam Oman, đo được lượng mưa là 1.360mm. Các chuyến bay đến đã phải chuyển hướng sau trận mưa lớn. Đoạn video gây sốc cho thấy cảnh nước lũ nhấn chìm đường băng của sân bay quốc tế Dubai khi những chiếc máy bay khổng lồ cố gắng di chuyển trong nước lũ. Hãng hàng không của nước này đã đình chỉ tất cả các chuyến bay khởi hành từ Dubai do thời tiết xấu. Hình ảnh vệ tinh cho thấy dông bão ở UAE và Oman vào tối ngày 16 tháng 4 có bụi màu vàng. Video cho thấy mưa lớn gây ngập lụt tại một ga tàu điện ngầm và nước lũ tràn vào trung tâm thương mại ở Dubai. Mưa rơi nặng hạt và nhanh đến mức một số người lái xe ô tô buộc phải bỏ lại phương tiện khi nước lũ dâng cao và đường biến thành sông. Ngoài ra, một đoạn video khác ghi lại cảnh tượng sét đánh vào đỉnh tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai. Cùng với cảnh tượng sấm sét liên hoàn trên bầu trời, gần như muốn chạm vào đỉnh của các tòa nhà cao tầng. Bên cạnh đó, đoạn video ghi lại cuộc giải cứu trên không được thực hiện khi lũ quét tàn phá đất nước Oman. Được biết, trận mưa nhấn chìm thành phố Dubai là do hệ thống bão lớn đi qua bán đảo Ả Rập và di chuyển qua vùng vịnh Oman. Lốc xoáy xuất hiện ở Knutton gây thiệt hại nặng nề cho Vương quốc Anh. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 4, hai cơn lốc xoáy xé toạc Knutton của Staffordshire, Vương quốc Anh với sức gió giật nguy hiểm, vận tốc 88 km/h khiến xe ô tô bị lật, nhà kho và hàng rào bị thổi bay. Các nhà dự báo cho biết thêm rằng họ đã phát hiện 450 tia sét xuống mặt đất vào sáng ngày 15 tháng 4. Các cây cầu, công viên và các địa điểm National Trust trên khắp Vương quốc Anh đã buộc phải đóng cửa do điều kiện gió mạnh. Các địa điểm du lịch bao gồm các phần của lâu đài Dover, bãi biển Endell ở Southport cũng buộc phải đóng cửa. Vụ tấn công đầu tiên xảy ra ở Newton ở Staffordshire làm hư hỏng ô tô và xé toạc gạch lát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Camera quan sát đã ghi lại khoảnh khắc một đoàn xe đã bị lật trên đường. Trận thứ hai quét qua khu vực West Bradford của Nottingham vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng khiến những con đường trải đầy gạch tại nhà xe và nhà phụ bị hư hại. Video cho thấy gốc cây lâu năm bị bật rễ, các mái nhà và ô tô đều bị hư hại, gạch và mảnh vụn bay khắp đường phố. Một người dân Newton cho biết cơn lốc xoáy đã khiến cả ngôi nhà của ông rung chuyển, làm vỡ cửa sổ, hư hỏng mái nhà, thổi bay thùng rác và các mảnh vụn khác vương vãi khắp đường phố. Các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt trong khu vực để hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các tòa nhà. Núi đảo Rang phun trào ở phía bắc Sulawesi, Indonesia. Vào lúc 1 giờ 8 phút sáng ngày 17 tháng 4, núi lửa Ruang đột nhiên phun trào ở phía bắc Sulawesi, khiến mức cảnh báo được nâng lên cấp 3 và hơn 11.000 người sơ tán ở miền bắc Indonesia.
Đoạn video cho thấy dòng dung nham đỏ chảy xuống núi, phản chiếu xuống vùng nước bên dưới và những đám mây tro xám cuồn cuộn phía trên miệng núi lửa. Vùng cấm hoạt động gần khu vực được mở rộng, các chuyến bay bị gián đoạn khi loang gửi tro và khói cao hơn 2 km trên bầu trời. Quan sát cho thấy khói xám với cường độ dày và ở độ cao từ 500 đến 600m so với đỉnh. Các tia lửa điện được quan sát ở độ cao 100m so với đỉnh. Video cho thấy khói xám với cường độ dày đặc kèm theo các tia lửa điện. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.